Kính thưa quý vị, trong những năm qua, Việt Nam đã và đang chứng kiến một cuộc chiến chống tham nhũng mạnh mẽ, quyết liệt, lan tỏa sâu rộng tới từng ngõ ngách của các cơ quan bộ ngành. Những hành động đầy quyết tâm như việc Thanh tra Bộ Nội vụ quyết định công bố Thanh tra Bộ Xây dựng vào ngày 2 tháng 8 vừa qua đã thể hiện rõ nét sự cương quyết trong công tác cán bộ cũng như trong phòng chống tham nhũng. Đây là một trong những bước đi chiến lược thể hiện quyết tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng và cải cách bộ máy hành chính ngay từ khi ông đảm nhiệm cương vị lãnh đạo. Trong gần 10 năm trở lại đây, ngành xây dựng đã nổi lên như một điểm nóng với nhiều vụ án tham nhũng được đưa ra ánh sáng. Những vụ án này đã phơi bày hàng loạt những lỗ hổng nghiêm trọng trong công tác quản lý, dễ dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước và tham nhũng. Điều này không chỉ đặt ra thách thức lớn đối với quản lý nhà nước, mà còn làm suy giảm lòng tin của nhân dân vào sự minh bạch và công bằng trong các dự án công. Hiện nay, Bộ trưởng Bộ Xây dựng là ông Nguyễn Thanh Nghị, con trai của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Trong quá khứ, thì ông Nghị đã từng bị kỷ luật vì các vi phạm trong công tác từ cấp cơ sở. Vì vậy, cuộc thanh tra lần này có ý nghĩa quan trọng, không chỉ để kiểm soát những sai phạm mà còn để củng cố lòng tin của người dân vào hệ thống quản lý nhà nước. Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, vào ngày 7 tháng 8 vừa qua, Thanh tra Bộ đã công bố quyết định số 358 về việc tiến hành thanh tra toàn diện tại Bộ Xây dựng. Nội dung thanh tra thì bao gồm kiểm tra việc thực hiện các quy định về xây dựng vị trí việc làm, quản lý biên chế công chức, đạo đức công chức, văn hóa giao tiếp, cũng như các quy tắc nghề nghiệp của công chức viên chức giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Đây là một cuộc thanh tra toàn diện và kéo dài trong vòng 60 ngày, thể hiện tính bất ngờ, quyết liệt của cơ quan chức năng trong việc phòng chống và xử lý tham nhũng. Những cuộc thanh tra như thế này có ý nghĩa rất lớn trong việc đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả của quá trình quản lý nhà nước. Nếu Bộ Xây dựng có những vi phạm, chắc chắn sẽ khó có thể tránh khỏi việc bị xử lý nghiêm minh. Việc thanh tra kéo dài và không báo trước là chiến lược quan trọng trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm, đảm bảo rằng quá trình điều tra sẽ không bị làm chệch hướng hoặc bỏ sót tội phạm. Chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ án lớn được đưa ra ánh sáng nhờ vào công tác thanh tra nghiêm ngặt của các cơ quan chức năng. Điển hình là vụ án tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với sự dính líu của Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh, hay vụ Mobifone mua AVG với những sai phạm của các lãnh đạo cấp cao như Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn. Những cuộc thanh tra này không chỉ phát hiện những vi phạm lớn trong quản lý vốn và đất đai, mà còn minh chứng cho việc không ai có thể thoát khỏi sự nghiêm khắc của pháp luật. Tương tự, việc thanh tra Bộ Xây dựng lần này cũng nhằm mục tiêu là phát hiện và xử lý các sai phạm trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng, từ khâu lập kế hoạch, đấu thầu, thi công cho đến nghiệm thu và bàn giao. Ngành xây dựng thì thường liên quan đến các dự án đầu tư lớn, phức tạp, là môi trường dễ phát sinh mâu thuẫn. Do đó, công tác thanh tra sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc ngăn chặn tình trạng lạm dụng nguồn vốn, đảm bảo các dự án được thực hiện đúng tiến độ và đạt chất lượng cao. Thanh tra Bộ Xây dựng lần này không chỉ là một cuộc kiểm tra hành chính, mà còn là một lời cảnh báo mạnh mẽ rằng, trong công cuộc chống tham nhũng hiện nay, không có bất kỳ ngành nào hay lĩnh vực nào là vùng cấm. Điều này khẳng định sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc xây dựng một bộ máy nhà nước minh bạch, công bằng và không có chỗ cho tham nhũng. Việc thanh tra là một công cụ quan trọng để phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, từ đó răn đe và ngăn chặn các vi phạm trong tương lai. Quá trình thanh tra không chỉ dừng lại ở việc trừng phạt các hành vi sai trái, mà còn là cơ hội để nhận diện các điểm yếu, hạn chế trong công tác quản lý. Từ đó, những biện pháp khắc phục sẽ được đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu lãng phí và thất thoát nguồn lực. Thanh tra cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lòng tin của người dân và nhà đầu tư vào hệ thống quản lý nhà nước. Khi mà các dự án xây dựng được giám sát minh bạch và công bằng, niềm tin của công chúng và chính quyền sẽ ngày càng được củng cố. Đây không chỉ là kỳ vọng mà còn là yêu cầu cấp bách của xã hội trong bối cảnh nhiều sai phạm gây bức xúc kéo dài. Đặc biệt, quyết định thanh tra sâu rộng này là bước đi đầy quyết tâm của Tổng Bí thư Tô Lâm, tiếp nối thành quả của người tiền nhiệm, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã dày công nhóm lò đốt cháy các thế lực tham nhũng. Với ngọn lửa chống tham nhũng này, Tổng Bí thư Tô Lâm đang thể hiện sự kiên định và quyết tâm làm trong sạch bộ máy, thanh lọc những cá nhân thoái hóa, biến chất. Phát biểu ngày 4 tháng 8, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định lập trường dân là gốc, cam kết xây dựng Đảng vững mạnh, đất nước mạnh giàu, dân chủ, công bằng và văn minh. Ông cũng nhấn mạnh về công tác chuẩn bị nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng, cảnh báo về tình trạng cua cậy càng, cá cậy vây, ám chỉ việc lạm quyền, thiếu hợp tác và kiêu ngạo của một số quan chức. Đây là lời cảnh tỉnh sâu sắc, nhắc nhở về sự cần thiết trong việc chọn lọc cán bộ tài năng, trung thực và có tinh thần phục vụ,
đồng thời loại bỏ những cá nhân suy thoái đạo đức ra khỏi bộ máy nhà nước. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, con trai của nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cũng là một điểm đáng chú ý. Ông Nghị từng bị kỷ luật vào năm 2020 khi còn là Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang với những sai phạm liên quan đến luật đất đai và thu thuế tài nguyên. Dưới sự chỉ đạo của ông, Cục Thuế tỉnh Kiên Giang đã truy thu hơn 822 tỷ đồng, nhưng vẫn còn hơn 39 tỷ đồng không thể thu hồi do doanh nghiệp phá sản. Đến tháng 4 năm 2021, ông Nghị được bổ nhiệm làm Ủy viên Trung ương Đảng và Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Vậy con đường và sự nghiệp của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị như thế nào? Ông Nguyễn Thanh Nghị sinh năm 1976, hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trước đó, ông từng là Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2015-2020, trở thành Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất nước vào thời điểm được bổ nhiệm năm 2015. Ông Nguyễn Thanh Nghị là con trai của ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam qua 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Trong thời gian làm Thủ tướng, ông Nguyễn Tấn Dũng đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam hội nhập quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài và tiếp cận với các nguồn vốn quốc tế. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn mà tham nhũng và tiêu cực trở nên trầm trọng. Nổi bật là những vụ án lớn như vụ Vinasin, vụ Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong sự cố môi trường biển Formosa. Những đại án này chỉ được xét xử công khai và minh bạch khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên làm trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Trong giai đoạn này, nhiều dự án trọng điểm của quốc gia bị chậm tiến độ và đội vốn, gây bức xúc dư luận trong một thời gian dài. Điển hình là các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội như tuyến Nhổn ga Hà Nội và Cát Linh Hà Đông, vốn đầu tư đội lên hàng nghìn tỷ đồng, cao hơn nhiều so với dự toán ban đầu. Các dự án tàu điện ngầm như là tuyến số 2 Bến Thành Tham Lương cũng gặp phải tình trạng tương tự với mức đội vốn đáng kể. Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Tấn Dũng đã từng phát biểu trước Quốc hội. Với trọng trách là Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị của người đứng đầu Chính phủ và xin thành thật nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ, đặc biệt trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước. Lời nhận lỗi này đã gây chú ý, đặc biệt trong bối cảnh thời điểm đó chưa có quy định về văn hóa từ chức như hiện nay. Văn hóa từ chức, theo quy định số 41 của Bộ Chính trị ban hành ngày 3 tháng 11, là một bước tiến lớn trong việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Quy định này giúp tạo ra bước đột phá trong việc xử lý cán bộ, đặc biệt là trong các trường hợp vi phạm hoặc không hoàn thành nhiệm vụ. Ông Nguyễn Thanh Nghị còn có em trai là Nguyễn Minh Chiết, hiện đang giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn và Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Con đường sự nghiệp của ông Nghị cũng khá thuận lợi. Ông sinh ngày 12 tháng 8 năm 1976 tại phường 9, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, nhưng phần lớn thời niên thiếu gắn bó với Kiên Giang, nơi mà cha ông từng làm bí thư tỉnh ủy. Ông Nghị theo học tại Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh và sau khi tốt nghiệp, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2001-2002, ông làm giám đốc quan hệ khách hàng và quản lý dự án tại tập đoàn Bitexco. Năm 2006, ông bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành kỹ thuật xây dựng dân dụng tại Đại học Washington, Hoa Kỳ. Sau đó thì ông về giảng dạy tại Đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Và năm 2008 thì ông được bổ nhiệm làm phó hiệu trưởng của trường này. Đến năm 2011, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Nghị được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng, phụ trách mảng kiến trúc và quy hoạch. Vào chiều ngày 28 tháng 10 năm 2014, Hội đồng Nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa 8, nhiệm kỳ 2011-2016, đã tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ 11 và bầu ông Nguyễn Thanh Nghị giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang. Đến sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015, Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Tại thời điểm được bầu, ông mới 39 tuổi, là Bí thư tỉnh ủy trẻ nhất cả nước. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Nghị được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12, nhiệm kỳ 2016-2020. Đến ngày 2 tháng 10 năm 2020, theo quyết định số 1518 của Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Kiên Giang, được điều động bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Vào tháng 4 năm 2021,
tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14 đã bầu ông Nguyễn Thanh Nghị làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhiệm kỳ 2016-2021 theo đề nghị của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Nguyễn Thanh Nghị là một trong những bộ trưởng trẻ nhất Việt Nam tại thời điểm được bổ nhiệm. Tuy nhiên thì ông cũng dính líu đến một số sai phạm từ cấp cơ sở và những sai phạm này đã chỉ được đưa ra xử lý khi có quyết tâm thực hiện chiến dịch phòng chống tham nhũng tiêu cực từ trung ương đến địa phương. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra rằng công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng. Với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép từ bất kỳ cá nhân nào. Hiện nay, đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra về công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 30 tháng 6 năm 2024. Ông Nguyễn Thanh Nghị hiện đương nhiệm Bộ trưởng Bộ Xây dựng đang trong quá trình thanh tra. Liệu ông Nguyễn Thanh Nghị có thể giữ được mình trong sạch trong lần thanh tra này hay không? Chúng ta sẽ phải chờ đợi kết quả thanh tra và điều tra. Cuộc thanh tra diễn ra trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố. Câu hỏi đặt ra là tại sao có sự quan tâm đến ông Nghị bởi trước đó đã xuất hiện nhiều sai phạm. Trước đó vào năm 2018, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huân đã công bố quyết định thanh tra về việc chấp hành pháp luật trong quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai, khoáng sản, môi trường tại tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2011-2017, gây thất thoát hơn 2.300 tỷ đồng. Với sai phạm này, ông Nguyễn Thanh Nghị cùng 7 lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đã tiến hành kiểm điểm và xin chịu hình thức kỷ luật rút kinh nghiệm. Trong thời kỳ thanh tra, đặc biệt là giai đoạn từ 2016 đến tháng 6 năm 2018, thời kỳ này ông Nghị là lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Quốc và Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn trực thuộc đã buông lỏng quản lý về đất đai và trật tự xây dựng đô thị. Điều này dẫn đến nhiều tổ chức và cá nhân đã xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp với mục đích là phân lô, tách thửa đất nông nghiệp thành các lô đất nhỏ để chuyển nhượng. Kết luận thanh tra cũng chỉ ra rằng sự buông lỏng quản lý này đã gây ra khó khăn trong việc thu hồi đất, bồi thường và giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Qua kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng trong thời gian qua, càng chứng minh rằng Đảng và Nhà nước đã thực hiện rất nghiêm túc tư tưởng chỉ đạo và quan điểm nói đi đôi với làm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai và không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức cá nhân nào. Thành quả của công cuộc chống tham nhũng tiêu cực đã để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội và củng cố tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng việc lựa chọn Tổng Bí thư Tô Lâm là đúng đắn. Khi mà những kẻ tham ô tham nhũng ăn mừng vì sự ra đi của Bác Trọng, nghĩ rằng người đốt lò đã không còn thì lò sẽ tắt. Nhưng thực tế, lò vẫn tiếp tục cháy dưới sự dẫn dắt của người kế nhiệm. Nếu Bác Trọng được xem là tổng tư lệnh cuộc chiến đốt lò, thì Bác Tô Lâm cũng được coi là tư lệnh chiến trường trong giai đoạn này. Hiện nay, Bác Tô Lâm kế nhiệm Bác Trọng với sự chỉ đạo mạnh mẽ trong công cuộc biến củi mục thành than cho thấy sự tín nhiệm của nhân dân là không sai. Không chỉ Trung ương tín nhiệm đồng chí Tô Lâm mà còn thể hiện được sự đoàn kết nhất trí trong Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương cũng như trong nội bộ Đảng. Điều này cũng là mong muốn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Trước đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhắc đến tinh thần đoàn kết, bởi đoàn kết chính là sức mạnh. Với Tổng Bí thư Tô Lâm, không gì quan trọng hơn sự đoàn kết, bởi đó là sức mạnh giúp đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thử thách và đạt được thắng lợi trong các mục tiêu mà Đảng ta đã đề ra. Ông khẳng định tinh thần kiên quyết, kiên trì chống chủ nghĩa cá nhân, chống tham nhũng tiêu cực của Đảng với phương châm không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Xử lý một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Các biện pháp kiểm soát quyền lực, chấn chỉnh đạo đức công vụ và tác phong lề lối phục vụ nhân dân sẽ được tăng cường, gắn liền với công tác phòng chống tham nhũng. Tiếp tục cải cách hệ thống, tháo gỡ khó khăn trong thể chế, quy định, tạo khí thế mới và không gian phát triển kinh tế xã hội, thực hiện nhất quán cơ chế 3-0 trong phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đó là phải xây dựng một cơ chế phòng ngừa chặt chẽ để không thể tham nhũng tiêu cực, một cơ chế răn đe trừng trị nghiêm khắc để không dám tham nhũng tiêu cực và một cơ chế đảm bảo để không muốn, không cần tham nhũng tiêu cực. Vậy quý vị nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại ý kiến của mình trong phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh, ghé qua kênh mỗi ngày để theo dõi thêm nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị.